Sau Hoàng Nhật xin chào các bác. Hiện tại em vừa về 5 cái chiếc iRobot Roomba. Toàn bộ là hàng đẹp, thương hiệu của Mỹ xuất sang thị trường Nhật. Toàn bộ máy đẹp các bác nhé. 5 con em đánh số từ 1, 2, 3, 4, 5. Nói chung 5 con hình thức xem nhau. Đấy, giá thành thì em báo luôn, em bán là 3,5 triệu đi kèm một bộ sạc. Có củ sạc cắm điện được 220V và một đốc này, hết pin tự chạy về sạc, đi kèm một chổi sơ cua, bảo hành 3 tháng. iRobot Roomba về 5 con rất là đẹp, toàn bộ model 780 hết. Model này chạy rất là lành, pin khỏe, tất cả đã đều thay pin mới rồi. Đều thay pin mới, test chạy ok, ngon lành. Các chức năng, hút rất là khỏe, lành thôi nhé. Những cái máy này sử dụng rất đơn thuần thôi. Đây, nói sự sơ qua các bác này. Đây là con máy này, nó là phím cảm ứng nhé. Bình thường các bác chỉ cần bấm clear này là nó chạy này. Đấy, các chức năng thì có nút đốc này là ấn về hết pin tự phải sạc này. Đấy, nút hết pin nó tự phải sạc này. Nút này nút chỉnh giờ này. Đấy, ok này. Nút này nó nút là hẹn giờ này. Hẹn giờ thì có chủ nhật này, thứ 3, thứ 4, thứ 5, 6, 7, chủ nhật. Đấy, thì hẹn giờ khác nhau. Ok này, nút spot này là nút spot này là chỉnh là chạy vòng quanh một điểm là hút rác tại chỗ. Đấy, chỗ nào nó bẩn. Đấy, con này phím cảm ứng rất là dễ dùng. Không có lập trình, không có bản đồ gì các bác nhá. Dễ dùng, người già trẻ nhỏ dùng được hết, bấm cái là chạy thôi. Đấy mà không, máy này là dạng máy là quét. Quét và hút bụi. Quét và hút bụi các bác nhá, chứ không phải là lau, không có lau. Đấy, mã 780 này. Hàng của Nhật. Đấy. Đây nhiều bác cứ nhìn thấy cái chữ Made in China này thì tất cả các đồ bây giờ đều sản xuất ở nhà máy Trung Quốc thì đều phải có cái tên là như vậy hết. Chứ không phải là cái China, cái China này là hàng Trung Quốc đâu ạ. Tất cả các đồ các bác nào mà sành về đồ điện tử sẽ thấy là đồ bây giờ đời mới bây giờ thì đa số nhà máy họ đều đặt ở bên Trung Quốc thì đều phải là ghi China hết. China hết. Tổ quét rác này. Hai bánh xe. Cục pin trong này thì nó thay mới rồi nhé. Pin chạy đa số là trên 1 giờ hết. Thì các bác chạy yên tâm luôn. Đấy, con máy rất là đẹp, hộp rác. Một tay tháo nó hơi khó. Một tay tháo nó hơi khó các bác nhé. Đấy. Cái này em bán là 3,5 triệu trừ phí vận chuyển. Các bác nào chốt thì các bác liên hệ nhé. 5 con là hình thức xem nhau thôi. Cho nên là các bác nào mua thì lấy số nào cũng được. Chào các bác.